Yuka. Mới sáng sớm mà mình nói vậy hơi kỳ, nhưng mình vừa phát hiện một chuyện rất thú vị. Cậu biết không, mình đã giết người. Cầm con dao cắt giấy kéo một đường cảm giác dễ chịu lắm. Cậu nghĩ mình nói giỡn hả? Không phải đùa đâu. Tin mình đi, mình đang nói thật đó. Bạn Tomoko, dạ. Dạ chào anh. Chào cô, tôi giao hàng tới. Vậy hả? Hãy ký vào đây đi, ghi rõ họ tên nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn anh nhiều nha. Của cô đây. Dạ, xin cảm ơn anh. Chào cô, chúc một ngày vui vẻ. Chào anh. Mẹ gửi sao? Mẹ gửi mấy thứ này cho con chi vậy? Anh hai con đám cưới cho nên nhà bây giờ chật quá. Mẹ phải dọn bớt đồ đạc trong nhà để có chỗ mà trang trí. Mấy thứ đó toàn là đồ của con mà. Con coi cái nào xài được thì giữ, không thì dứt đi. Hả? Cái này của con sao? Cái này là cái cặp ngày xưa của con mà mẹ vẫn còn giữ nó hả? À, cái đó. Con còn nhớ hồi học lớp 1, lớp 2 ở trường tiểu học không? Con có chơi rất thân với một người bạn gái tên là Tomoko. Nhưng không may cô bé ấy lại gặp tai nạn và qua đời. Khi đó mẹ cô bé đưa chiếc cặp sách này cho con, coi như là vật kỷ niệm của hai đứa. Hả? Sao con không nhớ gì hết? Vật kỷ niệm con dứt có được không? Làm sao mẹ biết được? Nói tóm lại mẹ gửi cho con rồi. Con muốn làm cái gì thì làm. Dạy nhà con gái. Khoan đã. Làm như phòng mình rộng lắm. Bạn Rie, bạn Rie, lâu quá không gặp. Tomoko đây. Tomoko sao? Là ai? Cậu đã tặng cho mình cái đồng hồ đồ chơi đó nhớ không? Cậu nhớ ra chưa? Là ai? Không nhớ. Sống xa. Cô sao? Không biết ai hết. Sống xa. Gì vậy? Mình nhớ ra rồi. Mình nhớ ra rồi. Chiếc đồng hồ này là mình làm. Mình đánh đâu nó cho cậu. Đã quá trễ rồi. Hạt mầm.
mệt quá đi mất. Còn chỗ này mình nên trồng cái gì ta? Mua hạt đã. Cây này nhìn đẹp quá, nhưng mà nó có vẻ khó trồng hơn mấy giống cây khác. Mình lại trồng toàn bộ từ hạt lên nên kiếm cây nào dễ trồng cho chắc cú. Cái gì vậy ta? Cô bán hạt cây. Chú bán hạt giống ngay bên cạnh một tiệm bán hoa như vậy sao? Có sao đâu chứ. Đây là hạt của mấy cây đó không sao? Không phải đâu, mấy cái chậu này chỉ để cho đẹp thôi. Hả? Mấy cái hạt tôi bán sẽ nở hoa đâu. Hạt giống này sẽ nở hoa gì vậy chú? Nói sao ta, loài hoa đặc biệt này khác hoàn toàn với loài hoa thường. Nói rõ ra thì... Dạ thôi được rồi, chú không cần nói rõ ràng đâu. Phải giữ bí mật tới lúc thấy chứ. Cháu muốn xem loài hoa này đặc biệt thế nào, bao nhiêu vậy? Cô bé thì không được đâu, tôi sẽ không bán. Cô mau đi đi. Tại sao vậy hả chú? Cháu thích làm vườn nên cũng trồng được những loài cây khó ra hoa đó. Cháu nhất định sẽ làm nó nở hoa mà. Vấn đề không phải là ở chỗ đó. Vậy chú bán cho cháu đi. Ồ, mấy cô, em đứng ở đây làm gì vậy? Anh hai hả? Em muốn mua hạt giống về trồng mà chú này không chịu bán cho em. Anh hai sao? Tôi là anh của nó. Thôi được rồi, không cần nhìn tôi một cách trắng trợn như vậy đúng không? Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Nể tình anh là anh trai của cô bé, tôi mới bán đó nha. 300 yên. Chú nói thật sao? 300 yên. Đợi một chút. Đây. Cảm ơn rất nhiều. Nè, nãy giờ phải năn nỉ chú có hơi bực mình, nhưng mua được là vui rồi. Nè nè, chờ một chút. Cầm theo ghi chú hướng dẫn trồng. Cầm lấy. Cảm ơn chú nha. Mua được rồi, thỏa mãn chưa? Mai là nhà của anh đó nha. Ông chú đó kỳ ghê. Nhìn người mới chịu bán hạt, nhìn anh hai ăn chơi như vậy mà ông ta lại thấy tin tưởng hơn em mới hay chứ. Nói chung là hãy cho hạt thật nhiều dinh dưỡng để cây mau lớn. Tùy vào độ dinh dưỡng được bồi, nó sẽ nở hoa càng rực rỡ. Hết rồi, đơn giản vậy sao? Coi chừng là em mua phải đồ dởm rồi đó. Ông chú bán hạt đó nhìn thấy kỳ cục rồi. Không chừng mấy cái hạt đó chỉ toàn là cỏ dại thôi. Nè, ồn quá nha. Sao, anh hai em cứ mắt nhìn người cho nên không đoán sai đâu. Thôi, dù gì cũng là chủ nhật, con cứ đem ra vườn trồng thử coi. Con biết rồi. Làm như vậy rải nè, rải nè. Xong rồi. Không biết nó sẽ nở hoa gì đây ha. Xin lại tưới cho mình nhiều nước. Hả? Thêm nhiều nước nữa. Thêm nữa.
Lại đây. Không lẽ nào giọng nói đó là của cây này? Kỳ lạ quá. Mẹ, mẹ. Hả? Anh hai con đâu? Anh con đi làm lúc 5 giờ rồi. Hình như nó đi công tác một đêm hay sao đó. Ba cũng đi công tác xa nên hôm nay nhà chỉ có hai mẹ con thôi. À đúng rồi, hạt cây con mua hôm qua nảy mầm rồi đó. Dạ, thật sao mẹ? Ừ. Nảy mầm rồi. Ôi trời. Michael. Dạ sao vậy mẹ? Giờ này con còn làm gì nữa? Con không định tới trường hả? 8 giờ rưỡi rồi đó. Dạ thật sao? Chứ sao nữa, con thích trồng cây mẹ không có cấm, nhưng phải học hành cho đàng hoàng nữa. Bây giờ mẹ ra chợ nha, đi học đi, trễ rồi đó. Dạ. À, mẹ à. Gì vậy? Đồ ăn thừa mẹ bỏ hết rồi hả? Mẹ vẫn chưa có bỏ. Ừ. Con hỏi làm gì? Ừ, dạ không có gì hết. Mẹ đi nha. Vậy tốt rồi. Tôi muốn ăn thịt. Thịt hả? Ăn thịt. Hả mấy cô hả? Ờ, mẹ ra ngoài tới giờ chưa về sao? À, đúng vậy. Vậy thì nhờ em nè, nói với mẹ mai anh sẽ về sớm có được không? Ừ, cảm ơn em nhiều nha. Hẹn gặp lại em sau, bye. Hẹn gặp lại anh sau. Cha lừa đảo này. Ông chú bán hạt nè, mấy cái hạt này thật ra là cỏ dại có đúng không? Chú em này thật là kỳ lạ. Rất kỳ lạ. Cái gì hả? Bây giờ nhà chú có ai ở không? Có thương sống. À, thì ra là như vậy sao? Vậy chú em về nhà mình sẽ thấy có cây hoa màu đẹp lắm đó. Kỳ lắm.